Nóng, lại một nguyên bí thư huyện lĩnh án 3 năm tù. Ông Đinh Cà Đẻ, nguyên bí thư huyện ủy Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, lĩnh án 3 năm tù giam vì đền bù dự án thủy điện sai quy định. Ngày 11 tháng 1, sau 6 ngày nghị án và xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Đinh Cà Đẻ, sinh năm 1958, trú thôn Nước Min, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, mức án 3 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung cáo trạng, trong quá trình lập phương án bồi thường đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp dự án thủy điện Đắc Rinh, khu vực có lòng hồ và các hộ dân huyện Sơn Tây, ông Tô Cước, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đắc Rinh đã không qua khỏi. Và bị cáo Hà Văn Tiên, rõ trong khu vực lòng hồ thủy điện có nhiều trường hợp mua bán đất không đúng quy định. Tuy nhiên, Hà Văn Tiên, sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tây, phó chủ tịch hội đồng GPMP dự án thủy điện Đắc Rinh, vẫn đề xuất khi lập phương án đền bù, đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi, quy về chủ cũ. Ông Tô Cước đã chỉ đạo thực hiện chủ trương trên, đồng thời chỉ đạo các phó chủ tịch hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Đắc Rinh là Hà Văn Tiên và Nguyễn Anh Dũng, nguyên trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây đã không qua khỏi, tiếp triển khai tại nhiều xã ở huyện Sơn Tây. Những sai phạm trên gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Riêng bị cáo Đinh Cà Đẻ do chủ trương lập phương án cho những người đã bán đất để họ được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trái với quy định của pháp luật trong tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng gây thiệt hại của vụ án thì bị cáo Đinh Cà Đẻ chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 15 tỷ đồng.